Vâng, xin chào các bạn nha. Và đây mình có một cái USB phát Wi-Fi 4G. Đây. Thì cái tên nó đây là LTE 4G Wi-Fi Đông Lê. Đấy. Thì tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập Wi-Fi này, rồi là đường dẫn để vào cài đặt đấy, mật khẩu đăng nhập, tốc độ download lên 100 MB, tốc độ upload 50 MB. Thì đây nó có cái đầu USB để giúp mình cắm vào cái sạc sạc dự phòng hoặc là cái cốc sạc điện thoại, kéo xuống ở dưới đây. Thì nó có một cái khe cắm SIM, một cái khe cắm thẻ nhớ. Đấy. Giờ mình sẽ cắm luôn vào. Vì nó kết nối nó khởi động cũng khá là lâu. Bắt đầu đèn đỏ nó báo đấy. Nó đang khởi động. Thì ở trên cái vỏ của nó thì nó có ghi là tốc độ kết nối lên đến 150 Mbps trên giây, rồi là hỗ trợ kết nối đến 10 thiết bị cùng lúc. Đấy. Rồi là LTE này, HSPA là cộng, là 3G cộng ấy, rồi 3G. Cái khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ thẻ đến 32 GB. Và kèm theo một cái sách hướng dẫn sử dụng nữa. Thì tên nó là H760 này. Bên trong thì nó toàn là tiếng Anh thôi. Và tiếng Anh thì nói biết mình nhưng mình cũng không biết đó. Đấy, hướng dẫn cách mình cài đặt đấy. Thì mà nói chung là cái này thì không cần phải phức tạp vậy. Chỉ cắm vào, cắm SIM vào là chạy thôi. Thì nó không như cái loại mình trước mình review vậy. Rồi là cài đặt cái nọ, rồi thì hack cái nọ, rồi bật cái kia, sốt ruột. Đấy thì cái này mình cũng đã test thử rồi. Đây, mình vào trong nữa. Đây thì cái này, cái đường dẫn của nó 192.168.100.1. Để mình vào xem lại đúng cái wifi chưa. Không phải wifi đấy. Để mình kết nối vào cái wifi của nó đây. 4G UFI đây. Kết nối đây. Khi đã kết nối thì chúng ta bật vào cái trình duyệt đấy. Loát lại một phát nữa rồi. Đấy. Thì cái mật khẩu nó là, ui, hình như không dùng được Viettel hay sao ấy. Đây, không có, không thấy báo, không thấy báo cái tốc độ download và upload. Vậy là nó không dùng được SIM Viettel đâu các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình thử cắm cái SIM Việt Nam Mobile nhé. Và đây mình đã kết nối với cái SIM Việt Nam Mobile. Mình cho qua đi cho nó nhanh, những bạn đỡ mất thời gian. Mình loát lại một phát nữa này. Vào xem nó đúng mạng chưa đã. Rồi, bây giờ mình sẽ load lại cái 192.168. Đây, thì nó đã báo là có mạng rồi. Thế vậy thì là cái SIM này không dùng được Viettel nhá. Cái SIM Viettel của mình là SIM SIM 4G. Đấy. Và mình cũng vẫn đăng ký mạng bình thường được cái SIM chính của mình luôn đó, mình đắp, mình tháo ra mình đắp vào đây đấy mà không dùng được nhá. Các bạn hết sức lưu ý nhá, không dùng được SIM Viettel. Mà giống hệt cái lần trước, thế vậy giống hệt cái lần trước mình đã review cho các bạn xem đấy, là nó cũng không dùng được SIM Viettel luôn, chỉ dùng SIM Mobivina, mà đa phần mọi người là dùng SIM Viettel đúng không ạ? Những cái này thì các bạn không cần phải ấy này, chỉ vào cái wifi này, wifi setting này, nếu mà các bạn có dùng đây, đây là thay đổi cái tên wifi này, xuống dưới này là thay đổi cái mật khẩu và cái trình bảo mật của nó đấy. Thì bây giờ mình sẽ ra mình test cái mạng xem là có ok không nhé. Đây. Đây chính là cái clip trước mình review. Tua đi, tua đi thì mới 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 mới, mới thì nó mới loát lại từ đầu ấy, mình mới biết là nó nhanh hay chậm. Đấy, các bạn thấy chưa? Loát
Đấy, tua đi một lúc rồi bắt đầu là mấy mới mới bắt đầu là cái video mới chạy. Mà cái độ phân giải để xem độ phân giải là bao nhiêu nữa. Thì nó có 360p thôi. Cũng rất là thấp rồi mà nó đã không loát được rồi. Giờ mình vào cái speed test luôn nhá, xem là nó như thế nào. Thì cho đến cái giờ phút này là mình thấy không ok. Tức là dùng mua cái này mình thấy không hợp lý, nó cũng như cái này thôi. Cái này thì lại chạy được tất cả các nhà mạng này, nhưng nó lại hạn chế được cái chỗ là nó chỉ kết nối được cái hai máy là hết hết phim đấy. Đấy, cái khổ vậy. Thế nên là tốt nhất là các bạn đừng mua những cái loại như thế này, mà nên mua cái loại nào đắt tiền hơn một chút xíu. Đấy, mình đang đặt một cái vừa sạc dự phòng vừa phát wifi, mình sẽ review cái đấy sau. Và cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tốc độ 0,4